Vâng, xin chào bác, bên kia kia sẽ làm. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu siêu phẩm mới về bên em, mang thương hiệu của Ý, Java. Thì trước đây em giới thiệu rất nhiều về cái model của dòng Java thương hiệu Ý, được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm. Thì đây là một cái mẫu cao cấp nhất của dòng Java mà em đã giới thiệu những cái video trước đây của dòng model Fidosi. Và cái model Fidosi này em giới thiệu là model cải tiến nhất so với những phiên bản khác của dòng Java, với cái cấu hình xe rất là khủng. Và trọng lượng của xe cũng giới thiệu qua cái video trước đây là chỉ hơn 7 cân thôi, chính xác trên Google thì em đã từng tìm hiểu thì nó rơi khoảng tầm 7 cân tư cũng nhá, siêu nhẹ mà group siêu là khủng. Bây giờ xin mời nhau cho tổng thể chiếc xe. Vâng, thưa trên mình các bác, đây là cái mẫu Java Fidosi với cái tông màu vàng đen. Thì trước đây em đã có từng về một vài mẫu của dòng Java Fidosi, dòng cao cấp nhất của thương hiệu Java, với cái model của xe được cải tiến hơn so với những cái dòng Java cũ trước đây, với cái bộ khung rất là nhẹ, cải tiến hơn. Và trọng lượng của xe em đã từng nói trong video trước đây chỉ là dòng trên 7 cân thôi, 7 cân tư, rất là nhẹ. Tổng thể xe đánh giá là tầm 85% xe. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung xe đây, các bác nhìn rõ đấy. Đây em quay cho bác xem luôn. Đây vết xước nhỏ thôi, li ti trên khung xe, nhưng tổng thể xe còn rất là đẹp. Một siêu phẩm mới về em, dành cho những bác ưa thích những dòng xe cao cấp. Đây là một cái mẫu dòng xe siêu nhẹ bác nhá, của dòng Java Fidosi. Cao cấp nhất ở hiện tại bên cửa hàng bên em. Xe chạy bộ với dội bộ dây âm sườn cao cấp và khung thiết kế theo bộ khung khí động học lực. Và lần này người chủ cũ nâng cấp thêm với cái ghi đông của hiệu Jeep, ghi đông Jeep Carbon rất là cao cấp. Đây là cái ghi đông rất là đắt tiền đó nhá, ghi đông hãng, chính hãng của Jeep, ghi đông Carbon. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm về ghi đông này, rất là đồ hiệu rất là cao cấp. Đây là người chủ cũ nâng cấp thêm với cái ghi đông carbon của hiệu Jeep. Còn trước đây em từng giới thiệu qua thì cái dòng Java Fidosi được trang bị với cấu hình 1.5. Thì so với phiên bản của dòng Java Fidosi lần này, được người chủ cũ nâng cấp thêm với group chính hãng của Untegra, cao cấp hơn cả đồ 1.5 bác nhá. Untegra gần như trùng cuối rồi, trên 1.5. Bên tay phải em được bộ sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Untegra. Đằng trước người chủ cũ được nâng cấp thêm với bộ phanh hàm phanh ba mảnh chính hãng của SRAM Ampex. Thì như các biết, SRAM Ampex là một cái thương hiệu Mỹ, và cái dòng SRAM Ampex này là rất là cao cấp, cao cấp trên cả dòng Shimano. Đây là người chủ cũ nâng cấp thêm. Càng carbon cũng còn rất là mới. Đây bác nhìn lớp sơn còn rất là đẹp, càng của nó này. Mayer và vành cặp chính hãng của Mavic, Mayer hiệu Acacium Mavic, rất là cao cấp. Đây là người chủ cũ cũng nâng cấp thêm. Vành nhôm hai lớp của Acacium, vành Mavic, Mayer Mavic, căm lái hẹ, căm dẹp, giúp cho xe nó chắn gió rất là tốt hơn. Kích thước lốp là 700x23C, vẫn là kích thước lốp cơ bản của dòng xe đua. Đây là một cái mẫu rất lâu rồi em về, một cái dòng xe đua cao cấp, trang bị với cấu hình rất là khủng, đồ Untegra. Cọc yên carbon chính hãng của Java, thương hiệu Daka. Yên physics đúng nhá, yên hiệu physics này, yên cao cấp physics, yên physics.
gạt đĩa, trang bị gạt đĩa của Shimano Integra, đùi đĩa của Integra, pedal chính hãng của DK, pedal mặt nạ. Củ đề sau là củ đề Shimano Integra. Trang bị với 11 tầng lip. Lip và xích cũng rất là mới. Mayer sẵn là Mayer của Mavic. Mayer Mavic, vành chính hãng của Mavic, vành cặp. Lốp Continental, lốp hiệu cao cấp. Đằng sau sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của S-Ram Ampex. Cấu hình rất là khủng đó nhá. Full carbon, khung carbon, ghi đông carbon chính hãng của Jeep, ghi đông hiệu cao cấp. Cọc yên carbon, yên hiệu Physics. Mayer và vành chính hãng của Mavic, Acacium. Và cái dòng Java Filosi là cái bộ dòng Java cao cấp nhất của dòng xe thương hiệu model thương hiệu Ý. Mà em đã từng giới thiệu review trong thời gian vừa qua, được rất nhiều bác quan tâm, đánh giá rất là cao về cái dòng Java Filosi. Và trọng lượng của xe rất là nhẹ, chỉ trên 7 tấn thôi. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 52. Tức là size này là dành cho các đi dòng size cao nhá, thích hợp các bác cao từ trên 1m7 trở lên đi vừa. Xe được trang bị với nguyên group chính hãng của Integra. Bây giờ lên lip, chuyển động lên lip, 11 tầng lip chính hãng. Lip xích còn rất là mới. Vành Mayer hiệu Mavic xuống lip. Mở rất là trơn tru mượt mà đó nhá. Group rất là khủng. Bên phải em là trang bị hai tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất trơn tru và mượt mà. Rất nhiều các bác hỏi em về cái dòng xe cao cấp nhất của dòng xe thương hiệu Java, thương hiệu Ý. Thì nay em về là một chiếc model của Filosi, trang bị với group khủng Integra trên cả đồ 1.5 các bác nhá. Ghi đông hiệu Jeep này, chính hãng Jeep carbon, full carbon. Tổng thể xem đánh giá trên 85%. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Java thương hiệu Ý, model cao cấp nhất của dòng Java, model Filosi. Tổng trọng lượng của xe trên 7 cân thôi. Và xe được làm từ khung carbon, càng carbon, ghi đông hiệu Jeep carbon, yên Physics, vành cặp Mavic chính hãng. Và xe giá tốt của bên em là 16.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kia Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Còn hẹn các bạn trên ngày mai.